cái đốm đồng tiền nhỏ thôi. Đốm nhỏ là vàng hành vậy. Khủng khiếp quá anh chị em ơi. Không ngờ mà nó bị chữ thần vậy luôn á. Anh chị em nhìn nè. Ghê lắm luôn nè. Hơn 6 tháng. À, bạn ấy kiên trì bôi thì cái làn da ghẻ của bạn nó được ghẻ nó khô da mà nó càng nó đang tiến triển nó lành lại nè anh chị em. À, bạn nhỏ ơi cho chị hỏi đây có phải là nhà của bạn Tinh Cường không vậy? À, cho chị ở nhà có Cường nhà không vậy bạn nhỏ? Ủa vậy hả? Ồ hên quá gặp được bạn Cường ở đây. À, đang quét nhà hả? Có thể cho chị làm phiền một vài phút để nhờ Cường một việc này được không? Tại vì là chị có được cái người anh mà sản xuất cái tinh dầu mắc ca mà cái hiệu Dương Xuân Quả đó. Chắc Cường biết hả? Được ảnh giới thiệu nói là cái sản phẩm của ảnh là bôi vết thương ngoài da là rất là hiệu quả, làm vết thương rất là hay. Thì ảnh có giới thiệu nói chỗ Cường đang sử dụng sản phẩm của ảnh thì cũng rất là hiệu quả. Thì chị tên biên giới nha, nãy giờ đến qua giới thiệu chị tên biên giới. Thì chị muốn biết cái sản phẩm này thực hư thế nào, thật sự nó có hiệu quả giống như là anh Dương Xuân Quả nói hay không. Tại vì chị cũng ngờ ngợ, đây chẳng qua là một cái dạng là thức ăn thôi mà tại sao mà bôi ngoài da mà có thể chữa lành vết thương được. Chị cũng rất là tò mò muốn biết thực hư thế nào. Thì chị có xin số điện thoại của Cường từ anh Dương Xuân Quả rồi chị mới tìm tới đây. Thì cũng may mắn gặp có Cường nhà. Thì nhờ Cường có thể chia sẻ về cái quá trình sử dụng cái tinh dầu mắc ca này để chữa lành cái vết thương gì của Cường á, để cho anh chị em trên cái kênh YouTube của chị được biết. Và thật sự để cùng nhau đánh giá cái sản phẩm này nó có hiệu quả như lời mà của anh nhà sản xuất nói hay không, để mình có thể mình tin tưởng mình tin dùng hay không đó Cường. Thì Cường là người thật việc thật thì cũng nhờ Cường chia sẻ câu chuyện thật này nha. Rồi cảm ơn Cường ngay rồi thôi chị em. Rồi đây nè anh chị em, đây là cái chân của cái bạn này. Bạn là nó sau khi một thời gian mà sử dụng cái tinh chiết dầu mắc ca đó thì nó đỡ được vậy nè anh chị em. Là sử dụng được bao lâu rồi bạn nhỏ? Sử dụng được bao lâu rồi nó mới được vậy? Sử dụng trên 6 tháng. Là coi như là trên nửa năm, trên 6 tháng. Là cái này mình đôi hoàn toàn là bằng dầu mắc ca hả? Hay là có uống thuốc thêm không? Lúc trước thì có sử dụng thuốc, nhưng mà sử dụng thì nó chỉ giảm tạm thời hết thuốc, bắt đầu nó tái lại. Nhưng mà trong quá trình sử dụng tinh dầu mắc ca vậy đó thì nó tái hay không tái, mà khi mình ăn uống này nọ thì thay vì lúc trước là những đồ kiêng đồ cử là mình phải cử hết, còn bây giờ là mình ăn uống vẫn ăn ít là bình thường không có bị gì hết. Có nghĩa là cái bệnh này là bệnh ngứa đúng không? Ngứa ngoài da ha. Đúng rồi, ngứa lúc trước thì là nó một cái đốm nhỏ thôi. Đốm nhỏ. Nó bị bắt đầu bị ngứa bắt đầu gãi bắt đầu nó bị chạy đó, bắt đầu nó chảy nước vàng. Nước vàng nó chảy tới đâu á thì đâu nó lan tới đó. Mà những người nào mà sống chung với mình á, mà đồ đạc mà mình giặt chung với người ta thì đều bị lây hết. Thì là nước vàng đó nó độc ghê ha. Nó chảy tới đâu là lây tới đó, quá nguy hiểm. Về bệnh là cái bệnh ngoài da này là nó dễ bị lây khi mà tiếp xúc dính cái chất nước vàng này anh chị em, nhất là quần áo bạn nhỏ này mà mặc mà có cái chảy nước vàng từ những cái vết thương này á, những cái mục ghẻ này ra giặt chung với đồ người khác là coi như bị lây luôn. Mình thấy nguy hiểm quá ha anh chị em, thấy đơn giản như vậy chứ nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta, ngứa đồ này kia khó chịu rồi lây lan này kia, cuộc sống mình không được thoải mái đâu nha.
Thì như anh chị em nghe đó ha, bạn nhỏ này là có nói đó là nhờ sử dụng cái tinh dầu tinh chiết từ maca, hạt maca là cũng hơn nửa năm là nó đỡ, nó cải thiện rất là nhiều nè anh chị em. Coi như là cái lúc trước đó là những cái mà cái vết vẽ này nè, nó chảy nước vàng luôn, nó ngứa là coi như bạn chịu không nổi luôn á, phải gãi, mà càng gãi á, thì nước vàng chảy tới đâu á, thì nó lây lan tới đó. Giờ nhìn nên bây giờ là những cái vết nè, những cái vết là mà vẽ mà nó đã lành nè, nó còn để lại cái di chứng nè anh chị em. Đó, nó lành nhưng mà nó còn để lại sẹo ha. Đó, nhờ sử dụng nè cái tinh dầu maca mà nó cải thiện nó rất là nhiều nè, ngày càng là nó lành lặn nè anh chị em, thấy rõ ha. À, lúc trước là gì nè, đây bạn nhỏ rồi có chụp hình lại trước khi sử dụng tinh dầu maca nè anh chị em. Đây, lúc trước nó vậy nè anh chị em, trời ơi, nhìn khủng khiếp quá anh chị em ơi, không ngờ mà nó bị chữ thần vậy luôn á anh chị em, nhìn nè ghê lắm luôn nè. Bệnh này là bệnh ngoài da mà sao mà thấy nó nhìn nó cũng ảnh hưởng quá anh chị em ơi. Rồi trước khi mà sử dụng tinh dầu maca này đó thì bạn có sử dụng qua hay là uống thuốc gì không bạn? Bạn chia sẻ cho mấy anh chị em nha. Lúc trước là chưa biết vấn đề tinh dầu này á, thì cũng có đi hỏi người này hỏi người kia người nọ, thì có người chỉ là làm thuốc bôi da thôi, nhưng mà sử dụng tất cả các loại luôn. Lên mạng tìm cũng chỉ về vấn đề chị đó, mà chị thai giờ thì không, nó không hết. Thì bắt đầu có nghe người ta chỉ là con thầy nào bên Phú Tân đó, thì cũng qua ổng bóc thuốc, bóc thuốc mà thuốc là dạng là thuốc nam mà làm thành viên á. Thì cũng tốt hết 1,5 triệu gần 2 triệu bạc, nhưng mà về uống thì nó chỉ cầm chừng đó thôi, chứ hết thì nó không hết. Mình uống bao lâu rồi mà nó cầm chừng? Thì thuốc đó là nhiêu đó là 2 triệu, có là 1 tháng. 2 triệu hả, mua 2 triệu uống khoảng 1 tháng hả? Mình sắc mình uống đó ha. Không phải giờ viên tây làm thành viên cho chị vậy, thà làm thành viên nén lại đó ha, như thuốc tây vậy ha. Là uống cỡ khoảng 1 tháng mà không có thấy cải thiện, vẫn còn ngứa, vẫn mình vẫn bị gãi rồi đó, vẫn lây lan rồi ra ha. Là hết thuốc rồi thì bắt đầu nó sẽ bị lại, nó sẽ nổi nhiều một. Có nghĩa là uống cái loại thuốc đó thì nó cũng đỡ, nhưng mà không uống thì nó tiếp tục nó nổi lại. Đúng rồi. Rồi mình ngán tiền quá đúng không bạn? Thì đi một lần nó thấy một tháng mà tới 2 triệu hả? Một tháng thì là gần 2 triệu bạc. Gần 2 triệu, đúng rồi, không hơi nhiều tiền nha, mà cũng không có cải thiện lắm. Rồi sau đó về được có người chỉ hả? Có người thì, chỉ về đây nào cũng là có người chỉ đó. Chị thấy tình trạng mà bốc thuốc uống gì đó mà không hết này nọ, thì do chị cũng có biết gì vấn đề tinh dầu nào, thì bắt đầu là kêu qua sử dụng. Mà lúc đầu thì cũng không tin gì mấy. Đúng rồi, không tin gì mấy, có nghĩa là bôi ngoài da thôi mà sao hả, mà hồi gì làm vết thương đó ha. Hỏi người ta nữa thì cái việc mua thuốc bắt đầu nó nặng hơn nữa, nặng hơn rồi nó chỉ thành cái hành hải đó. Cái hành hải đó thì bắt đầu mới nghe là chị một lần nữa, thì bắt đầu mới sức, thì trong vòng 1 tuần vậy á, thì cái dấu hiệu mà nước vàng á, nó sẽ nó dừng lại, nó không có chảy nước vàng, nó khô lại đó ha, khô da lại, không còn bị ngứa như lúc trước nữa. Lúc trước cực kỳ ngứa, rất là khó chịu, ngứa quá cái mà chịu nổi rồi mình mới gãi đó phải không? Đúng rồi. Mà càng gãi thì nó bị chảy nước vàng. Đúng rồi. Chảy vàng mà nước vàng chảy tới đâu thì nó bị lây, nó lan cái rẽ ra tới đó. Lúc trước chỉ là một cái đốm đồng tiền nhỏ thôi. Đốm nhỏ thôi. Lan thành vậy. Rồi mà khi mà mình sử dụng cái lúc đầu á, mình chưa có tin đó, là tại sao mà sau đó mình tin mình sử dụng hả? Là lúc đó là do mình sử dụng nhiều cái loại thuốc quá rồi nó không hiệu quả, mình không chịu không nổi đúng không? Mình nó cái tình trạng thì nó lại càng nặng hơn. Với lại tốn tiền nữa. Tốn tiền. Đành sử dụng thử thì sử dụng một lần bắt đầu thấy tin. Trước là như vậy. Nhưng mà trong quá trình sử dụng á, trong vòng gần 1 tuần á thì nó giảm như vậy nè. Đâu bà bao bạn cho coi là cái hình mà trước khi sử dụng tinh dầu coi.
Trước khi sử dụng tinh dầu là như thế này nè anh chị em. Rồi sau khi sử dụng tinh dầu khoảng một tuần. Rồi một tuần là cái hình nào đâu bạn? Bạn cho anh chị em coi lại cái hình sau khi sử dụng một tuần. Đây sau khi sử dụng một tuần cái nó như thế này nè anh chị em. Coi như cái làn da là nó láng láng hơn ha anh chị em. Láng hơn. Nó không chảy nước vàng nữa. Nó không đó bạn. Nó không còn ngứa. Bên đó nó làm mài lại nó để nó lành giúp làm cái da. Nó không chảy nước vàng nữa mà nó cũng bớt ngứa rất nhiều, rồi từ từ cái mình không có gãi nữa, nó không ngứa thì mình không gãi nữa. Đúng rồi, không ngứa. Thì tự nhiên cái từ từ nó lành lại. Nó lành lại rồi sau hơn 6 tháng. Bạn ấy kiên trì bôi cái tinh dầu Macca đó thì cái làn da ghẻ của bạn nó được ghẻ nó khô da mà nó càng nó đang tiến triển nó lành lại nè anh chị em. Cải thiện rất là nhiều. Không mà cái sản phẩm tinh dầu này lúc trước không chỉ là cái chân không đâu mà là cái tay nữa. Tay bị nữa hả? Ảnh cái tay có lưu lại cái tay này là cái bàn tay này. Cái này là tại sao mà mình bị nổi như thế này vậy gãi bạn? Gãi quá rồi nó cũng lây theo luôn. Không mà là lúc đầu tại sao mình hồi nào giờ mình có bị mà cái tình trạng da bị bệnh ngoài da như thế này không? Lúc trước thì không có, nhưng mà qua trong quá trình mà cái những thời gian mà mẹ mất á là sống ở nhà của mình anh á thì bắt đầu qua nhà hàng em. Qua nhà anh nó ở nó chơi ăn uống này nọ cho nó vui vẻ nhà cửa gì đó thì vô tình á là nó đã bị con nó đã bị rồi nhưng mà không biết thì đó là nó lây tới da vợ chồng nó luôn. Xong rồi trong quá trình ở chung vậy á đồ đạc mà mình tắm chung là mình chặt đồ chung đó đều bị lây hết hay là bị lây luôn. Anh chị em nghe hả anh chị em, cái bệnh này nó lây bên ngoài da mà nó lây từ người này sang người kia qua cái việc mà tiếp xúc quần áo giặt chung với nhau á anh chị em. Nó cực kỳ cũng ảnh hưởng nha, mà cũng tốn tiền tốn bạc của mình dữ lắm luôn. Rồi bây giờ nhờ cái sử dụng tinh dầu Macca là chỉ cần thoa ngoài da thôi, không có uống với kết hợp uống nữa, kết hợp uống thuốc hợp mình uống tinh dầu luôn á. Uống tinh dầu hả? Mình uống tinh dầu ha, của mình tinh dầu này có thể uống được luôn. Đúng rồi, cái này là sản phẩm sạch mà ăn được, mà hạt Macca ăn được nên mình uống được là bình thường nha anh chị em. Nhưng mà mình thoa rồi kết hợp uống luôn thì mới được hiệu quả như thế này nha anh chị em, chứ mình thoa không thì nó tiến triển hơi chậm nha. Cái này là kết hợp anh chị em nhìn thấy nè, thoa tinh dầu á thì nó đã hết, còn cái này á là bị thẹo là lý do lúc trước á là không kiêng cử, nó bị nhiễm trùng nó bị rồi bắt đầu là gãi gì đó, bắt đầu là cái mình đi làm này nọ hay cái tay mình cứ dơ, với lại trong quá trình công việc của mình á thì nó bị nhiễm trùng. Nghĩa là do giờ nó hành thẹo vậy, nhưng mà lúc trước là cái vết thẹo đậm lắm, nhưng mà trong quá trình sử dụng á thì vết thẹo nó từ từ nó ngã thành trắng. Nói chung nếu phải chi mà bạn tên Cường đúng không? Phải chi mà bạn Cường này mà biết sớm hơn, mà trong quá trình đó mình điều trị mình nên hạn chế ăn những cái sản phẩm ngứa, ăn những cái thực phẩm ngứa thì nó sẽ cải thiện rất là nhiều cái làn da của mình. Nhưng mà do bạn ấy ăn ba cái đồ ăn thức uống dị ứng đó anh chị em, cho nên nó vừa chậm mà nó để lại cái sẹo ha nè, để lại cái sẹo màu đen là màu sạm nè đó anh chị em. Chứ nếu mình ăn mình cử thì nó sẽ làn da nó sẽ bớt sạm hơn nhiều. Giờ mình kiên trì mình bôi cái tinh dầu Macca với mình uống tinh dầu Macca nữa ha. Đúng rồi. Nhưng mà cái này mình bôi ngày mấy cử bạn Cường? Lúc trước là một ngày là từ 3 tới 4 cử. Nhưng mà trong quá trình sử dụng nó đã hết rồi thì vẫn duy trì đều là một ngày là hai cử. Mình một ngày mình bò, nếu mà nặng trong lúc còn nặng thì mình bôi ngày 3 đến 4 cử, kết hợp uống là ngày mấy cử bạn? Uống thì là khi mà mỗi lần mà mình ăn cơm á là mình có thể trộn chung với cơm, là mỗi lần mình ăn cơm là mình uống đó. Nói chung là mình không có cần giới hạn cái chuyện uống, mình uống được nhiều thì càng tốt ha.
Rồi anh chị em nghe, nghe bạn Cường ha, bạn Cường là người đó là coi như người thật việc thật, đã từng sử dụng cái sản phẩm tinh dầu mắc ca để điều trị cái bệnh ngứa ngoài da của mình nè anh chị em. Dạng ngứa cũng hơi nặng á mà được như thế này. Thì biên giới cũng thấy là biên giới cũng hơi ngạc nhiên những sản phẩm này về cái công dụng của nó quá hiệu quả ha anh chị em. Không ngờ luôn á, sản phẩm tinh dầu mắc ca chỉ đơn giản thôi mà nó có thể là nó trị được cái bệnh mà ngứa, mà cái bệnh này là cũng nói chung là cái bức bối của mình luôn á. Ngứa là ai chịu nổi anh chị em, gãi đến như thế này là sao chịu nổi anh chị em cũng thấy vậy ha. Mà nhờ sử dụng cái tinh dầu này mà nó được lành lặn như thế này, đúng là một cái điều giống như kỳ diệu đối với biên giới luôn á. Rất là cảm ơn bạn Cường. Thì mong rằng những gì bạn Cường chia sẻ sẽ có gì đó để giúp ích cho những anh chị em nào mà gặp phải trường hợp mà cái vấn đề bệnh ngoài da như bạn Cường nha anh chị em. Rồi cảm ơn nha Cường.